Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đan túi từ dây nhựa. Đó sẽ là một chiếc túi có họa tiết hình hoa mai như thế này. Bên trong có thể chứa được rất nhiều đồ. Nguyên liệu để làm túi cần có: bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nhé. Bước 1, làm đáy túi. Đầu tiên ta lấy 10 sợi màu đỏ dài 100cm, bản 1,5cm trải ra rồi cố định một đầu lại. Sau đó lấy 24 sợi màu đỏ dài 80cm đan lần lượt vào nhau. Đan xong ta được đáy túi như này. Bước 2, đan thành túi. Bước này ta sử dụng 17 sợi dây màu vàng dài 140cm để đan thành túi. Khi mới đan thì chúng ta sẽ chia ra một vòng gồm có 5 sợi để đan cho vừa tay.
Sau khi đan xong vòng thứ hai thì ta sẽ rút các dây để tạo hình cho túi, chỉnh lại các góc. Tiếp tục đan vòng thứ ba gồm 5 sợi. Làm miệng túi như sau. Bước 4, cắt bỏ những phần dây thừa. Giấu những đầu dây thừa. Lấy 2 sợi màu vàng bản 0,7cm lồng lên trên sợi vàng to đã đan trước. Lấy sợi màu vàng bản 0,3cm luồn vào giống như trong hình. Thank you.
Tiếp tục luồn các sợi màu vàng bản 0,7cm sao cho đè các sợi nhỏ ở phía dưới. Làm tương tự cho đến khi hết tất cả các vòng trên túi. Phần dây thừa và giấu các đầu dây thừa đi. Bước cuối, làm quai túi. Cách làm quai túi và phụ kiện khác mình sẽ làm ở một video khác nha. Vậy là chúng ta đã làm xong chiếc túi hoa mai xinh xắn của ngày hôm nay. Nếu thấy video của mình có ích, các bạn hãy cho nó một like. Và đừng quên nhấn theo dõi kênh để xem thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.